Theo các chuyên gia, trẻ mắc chứng rôm sẩy chủ yếu do thời tiết nóng bức vào mùa hè khiến các tuyến mồ hôi bị tắc nghẽn. Trong khi đó, các ống tuyến mồ hôi của trẻ phát triển chưa hoàn chỉnh, dễ khiến mồ hôi không có đường thoát ra ngoài. Rôm sẩy có thể làm bé khó chịu, ngủ không ngon giấc và có dấu hiệu bỏ ăn. Để phòng tránh bệnh rôm sẩy cho bé, cha mẹ cần chú ý đến việc chăm sóc và vệ sinh cơ thể bé đều đặn. Theo đó, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề trong việc phòng chống bệnh rôm sảy ở trẻ em như sau. Tắm rửa, vệ sinh cho bé hàng ngày, cho trẻ nằm ở nơi thoáng mát. Khi người trẻ tiết nhiều mồ hôi, mẹ cần sử dụng khăn mềm để lau, thấm thường xuyên. Nên chọn quần áo loại thoáng mát, sử dụng vải hút ẩm, cho trẻ uống nước đầy đủ theo nhu cầu độ tuổi. Tuyệt đối không bôi phấn rôm lên da trẻ vì sẽ làm bít đường thoát mồ hôi. Hậu quả là mồ hôi bị ứ động sẽ sinh ra nhiều rôm sảy hơn. Bên cạnh đó, các bác sĩ lưu ý cha mẹ không nên lạm dụng một số loại lá tắm cho trẻ khi bị rôm sẩy theo phương pháp dân gian. Làn da nhạy cảm của trẻ sẽ dễ bị phá vỡ cấu trúc, gây nhiễm khuẩn, viêm nhiễm hoặc mắc một số bệnh da liễu khác nếu mẹ tùy tiện sử dụng nước lá tắm cho bé. Cách tốt nhất, mẹ nên sử dụng nước sôi để nguội với nhiệt độ thích hợp để tắm rửa, vệ sinh cơ thể bé hàng ngày. Cơ thể bé sẽ được làm sạch một cách khoa học, làn da thông thoáng sẽ hạn chế sự phát triển của rôm sẩy.